Cáo phó đan sĩ Maria Bernardino Nguyễn Văn Nghĩa, đan viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh, thôn Rôn, Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh. Cáo phó, trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, cộng đoàn đan viện Phước Vĩnh kính báo đan sĩ Maria Bernardino Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1993, nguyên quán Đắk Nông, lãnh áo dòng ngày 4 tháng 8 năm 2014, khấn tạm ngày 16 tháng 10 năm 2016, khấn trọng ngày 19 tháng 6 năm 2021, đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2023, hưởng dương 30 tuổi. Nghi thức liệm thi hài lúc 20 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thánh lễ an táng lúc 9 giờ thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023 tại nguyện đường đan viện. Sau đó, thi hài được an táng tại đất thánh đan viện. Kính xin Đức Cha, quý viện phụ, mẹ viện mẫu, quý viện trưởng, quý bề trên, quý cha hạt trưởng, quý cha và toàn thể hội dòng Si Tô Thánh Gia, quý nam nữ tu sĩ, gia đình ông bà cố thầy Bernardino và tăng quyến hiệp thông cầu nguyện cho thầy Bernardino Nguyễn Văn Nghĩa của chúng con được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con chân thành cảm tạ thay mặt cộng đoàn đan viện Vinh Sanh Tê Liêm Trần Văn Hòa, viện phụ Phước Vĩnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.